Kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị, mời các đồng chí theo dõi chuyên mục truyền hình An Ninh Hà Giang. Trong chuyên mục hôm nay có phóng sự tặng quà đồng bào nghèo Yên Minh. Trước hết là trang tin phản ánh các hoạt động nghiệp vụ của lực lượng trong tuần qua. Sáng 21 tháng 4, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến với công an các đơn vị địa phương tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh có Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ. Báo cáo tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 trình bày tại hội nghị khẳng định, qua 2 tháng thực hiện cao điểm, lực lượng công an đã đạt được những kết quả nổi bật, phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm, làm giảm số vụ vi phạm hình sự, hầu hết các loại tội phạm đều giảm. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã biểu dương ghi nhận những thành tích đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của công an các đơn vị địa phương trong thời gian qua. Thời gian tới, công an các đơn vị địa phương cần phát huy hơn nữa những vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nắm tình hình, tập trung lực lượng thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phương án, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước. Bộ trưởng yêu cầu triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm, không để tội phạm gia tăng, chủ động triển khai phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ gây án nghiêm trọng, đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ án hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy, không bỏ lọt tội phạm, không xảy ra oan sai. Ngày 18 tháng 4, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị báo cáo về tình hình hoạt động của Văn phòng Liên lạc phòng chống ma túy qua biên giới tại Hà Giang. Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Liên lạc phòng chống ma túy qua biên giới Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại diện Cục Hải quan tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên. Tại hội nghị, Văn phòng Liên lạc phòng chống ma túy qua biên giới Hà Giang đã báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng tại Hà Giang giai đoạn 2011-2014. Văn phòng Thanh thủy Việt Nam đã thường xuyên liên lạc trao đổi thông tin qua lại với Văn phòng Thiên bảo Trung Quốc về tình hình tội phạm ma túy ở mỗi địa phương. Các lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 235 vụ với 334 đối tượng có hành vi phạm tội về ma túy, thu giữ 323 gram heroin, 23 gram ma túy tổng hợp, 134 gram thuốc phiện, 4 kg cây và 3 kg quả thuốc phiện cùng nhiều tăng vật khác có liên quan. Trong thời gian tới, Văn phòng tại Hà Giang sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Liên lạc phòng chống tội phạm ma túy qua biên giới Thiên bảo Trung Quốc ký biên bản ghi nhớ hợp tác phòng chống ma túy qua biên giới, đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong công tác trao đổi thông tin về tình hình tội phạm tệ nạn ma túy, công tác phối hợp kiểm soát phòng ngừa đấu tranh truy bắt đối tượng phạm tội về ma túy, tổ chức các cuộc giao lưu học hỏi kinh nghiệm về công tác phòng chống ma túy giữa hai bên. Ngày 20 tháng 4, Công an tỉnh đã tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật Công an Nhân dân đợt 1 năm 2015. Tham dự lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo các phòng ban, huyện, thành phố và toàn thể học viên tham gia lớp tập huấn. Đợt tập huấn có 81 đồng chí là lãnh đạo các đơn vị phòng ban công an các huyện, thành phố. Trong thời gian 5 ngày, các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được ôn lại các động tác trong điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ Công an Nhân dân, ôn lại các thế võ, kỹ năng chiến đấu, kỹ năng sử dụng các loại vũ khí công cụ hỗ trợ trong chiến đấu của lực lượng. Công tác tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật Công an Nhân dân được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn lực lượng Công an tỉnh, thực hiện nghiêm điều lệnh Công an Nhân dân, chỉ thị 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong Công an Nhân dân. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ cho đối tượng là học sinh, sinh viên. Tại trường Trung học cơ sở Phương Thiện, thành phố Hà Giang, hơn 200 cán bộ, giáo viên và học sinh đã được nghe cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh thông báo tình hình tai nạn giao thông trên cả nước và riêng địa bàn tỉnh Hà Giang trong quý 1 năm 2015. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông chủ yếu là do đi sai phần đường, không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát, vượt sai quy định, sử dụng rượu bia khi lái xe và không chấp hành biển báo an toàn kỹ thuật. Tai nạn giao thông để lại những hậu quả nặng nề cho bản thân, gia đình và xã hội. Do vậy, khi tham gia giao thông, mọi người phải nắm rõ các quy tắc của luật giao thông đường bộ như đi đúng phần đường, làn đường, đúng tốc độ của các loại phương tiện. Khi tránh xe, vượt xe, chuyển hướng xe, dừng và đỗ xe phải theo quy định, đội mũ bảo hiểm khi điều khiển và ngồi trên các phương tiện xe cơ giới hai bánh. Bên cạnh đó, cán bộ tuyên truyền đã phổ biến một số nội dung về quy định xử phạt hành vi vi phạm hành chính theo Nghị định số 171 năm 2013 của Chính phủ trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Ngày 16 tháng 4, Công an tỉnh đã tổ chức giao hữu bóng chuyền chào mừng các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước
và chào mừng 69 năm ngày truyền thống lực lượng tham mưu Công an Nhân dân 18 tháng 4 năm 1946, 18 tháng 4 năm 2015. Tham gia giao hữu có 4 đội liên quân từ 9 đơn vị của khối trực thuộc Công an tỉnh, thi đấu theo thể thức vòng tròn. Các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, hết mình, tạo ra nhiều pha bóng hay, gây cấn, hấp dẫn với sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả. Kết quả thi đấu giải nhất thuộc về đội Trung tâm Đào tạo huấn luyện Công an tỉnh, giải nhì, đội liên quân văn phòng thanh tra hồ sơ, phòng vận động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giải ba thuộc về đội hậu cần kỹ thuật. Thưa quý vị và các đồng chí, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân luôn được cấp ủy chính quyền các cấp và các cơ quan ban ngành quan tâm. Thời gian qua, Công an tỉnh cũng đã phối hợp với nhiều cơ quan doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để quyên góp hỗ trợ tặng quà cho bà con nhân dân vùng sâu, vùng cao biên giới. Trong quá trình công tác, chiến đấu trên địa bàn tỉnh với khẩu hiệu 4 cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc, càng cảm thấy cái tâm và tấm lòng của bà con nhân dân các dân tộc của tỉnh đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tuy được sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện mọi mặt của cấp ủy chính quyền, các cơ quan đoàn thể và sự cố gắng vượt khó vươn lên của bà con, đời sống của nhân dân đã khá hơn nhiều so với trước. Tuy nhiên cũng còn rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm. Với chức năng nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh, thường là chúng tôi công tác ở các vùng sâu vùng xa, đặc biệt đối với tỉnh Hà Giang. Thì chính vì lẽ đó chúng tôi đã tiếp cận được đồng bào và biết cái hoàn cảnh, cái điều kiện đời sống sinh hoạt rất là khó khăn, bởi vì đa số là cái diện tích cấy trồng không có, đất không có, và 80% là núi đá, đặc biệt là những xã chủ tráng của huyện Minh, tỉnh Hà Giang. Thì chính vì lẽ đó, qua các chương trình và qua kết nối với các đơn vị ở vùng xuôi, chúng tôi được biết là công ty trách nhiệm An Hòa là một công ty cũng hướng tới vùng biên giới và cũng muốn chia sẻ cùng đồng bào vùng biên giới, đặc biệt là đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Với sự quan tâm chia sẻ và là cầu nối quyên góp ủng hộ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh, hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn An Hòa có trụ sở tại phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, cùng một số nhà hảo tâm đã không quản ngại đường xá xa xôi, địa hình cách trở, vượt qua hàng trăm cây số, lên với xã Sùng Tráng, huyện Yên Minh. Đây là xã vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn để tổ chức tặng 226 suất quà cho một số hộ nghèo của xã. Quà tặng lần này là những mặt hàng nhu yếu phẩm thiết thực cho đời sống, gồm quần áo, giày dép, gạo muối, mì tôm, đường sữa, dầu ăn, với tổng trị giá hơn 226 triệu đồng. Công tác từ thiện của công ty trách nhiệm hữu hạn An Hòa thì là một cái nhiệm vụ thường xuyên của công ty. Công ty thường xuyên tổ chức các chuyến từ thiện, nhưng mà đây là lần đầu tiên lên Hà Giang, thì em muốn là mang những cái tấm lòng hảo tâm của người xuôi lên với đồng bào vùng cao để chia sẻ với những cái khó khăn mà đồng bào vùng cao đang phải chịu. Cũng muốn san sẻ, giúp đỡ thêm cho người đồng bào vùng cao. Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền và công an tỉnh cùng các nhà hảo tâm đến tặng quà, bà con mừng lắm, ai nấy đều không giấu được niềm vui. Đây cũng là một món quà rất là có ý nghĩa, thì thay mặt cho nhân dân ở xã cũng xin cảm ơn đoàn của công an tỉnh và cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn An Hòa. Cảm ơn công an tỉnh Hà Giang, công an huyện Yên Minh, hỗ trợ nhân dân chúng tôi trong vùng sâu vùng xa, cả ủy ban nhân xã cũng đến đây chúng tôi thì đòi nhận quà. Với tấm lòng hướng về vùng cao biên giới, mỗi suất quà đã làm ấm thêm lòng người dân xã biên giới xa xôi còn nhiều khó khăn vất vả, là sự chia sẻ động viên bà con vươn lên trong cuộc sống, góp phần giữ gìn an ninh trật tự nơi mảnh đất biên cương cực bắc của Tổ quốc. Thưa quý vị và các đồng chí, hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân
19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2015, Công an tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chương trình nghệ thuật với chủ đề Giữ mãi màu xanh miền đá biên cương với nội dung ca ngợi hình tượng người chiến sĩ công an mưu trí dũng cảm trên trận tuyến bảo vệ an ninh trật tự, sáng tạo trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ bình yên cho cuộc sống nơi cực Bắc của tổ quốc. Là một trong những hoạt động tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân do Bộ Công an đã tổ chức tại Điện Biên vào đầu tháng 4 năm 2015. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu một tiết mục của chương trình. Bên nhau trong tình đồng chí, bên nhau trong...
mục truyền hình An ninh Hà Giang hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục kỳ sau.